Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 đã tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường năm 2016. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Chủ tịch Hội đồng đấu giá cho biết, có 22 bộ hồ sơ của các thương nhân đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu 85.000 tấn đường, bao gồm 40.000 tấn đường thô và 45.000 tấn đường tinh luyện. Những thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch chủng loại đường thô về tinh luyện, còn thương nhân sử dụng đường để sản xuất bánh kẹo, nước giải khát, v.v. chỉ tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện. Theo kết quả của phiên đấu giá, đã có 3 doanh nghiệp trúng thầu đối với đường thô và 8 doanh nghiệp trúng thầu đường tinh luyện. Như vậy, sau nhiều năm sử dụng phương thức phân giao hạn ngạch, đây là lần đầu tiên Bộ Công Thương sử dụng phương thức đấu giá. Việc đấu giá công khai tạo sự bình đẳng trong hoạt động nhập khẩu đường, hạn chế tiêu cực được dư luận đánh giá cao.